Chào nhà thuốc, em năm nay 24 tuổi, em bị tình trạng tóc bạc sớm rất là nhiều. Em càng nhổ thì nó càng lộ ra tóc bạc. Xin nhà thuốc tư vấn giúp em ạ. Chào bạn, với bệnh tóc bạc sớm thì bạn nên tham khảo sử dụng vị thuốc hà thủ ô đỏ thì sẽ có hiệu quả rất là tốt cho bạn. Thông tin thêm với bạn về tác dụng của củ hà thủ ô đỏ như sau. Bên cạnh những công dụng chính như là điều trị huyết áp, giảm rụng tóc, điều trị tóc bạc sớm, táo bón, mất ngủ, hoa mắt, đau nhức thì hà thủ ô đỏ còn được xem như là một vị thuốc bồi bổ sinh sản. Hà thủ ô đỏ sẽ giúp kiểm soát các hormone và tăng cường chức năng sinh lý ở cả nam và nữ giới. Ngoài ra thì dùng củ hà thủ ô đỏ thường xuyên còn giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện trí nhớ và làm giảm tình trạng viêm khớp, máu nhiễm mỡ và tăng cường tuổi thọ. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.